tội chưa anh trai? Dạ. Biết tội gì chưa? Dạ. Biết chưa? Dạ. Nói với mày hiểu rồi. Cái chỗ nhà địa chỉ gì không? Dạ không. Mày biết xe này trộm không? Tới đi anh, tới đi. Tụi mày xe thôi, xe người ta bán mày sao mà mày không biết xe trộm? Thằng chạy chiếc xe quay quay xanh đâu? Mày tên gì? Dạ tên Lâm. Cái gì Lâm? Dạ Trần Lâm. Tên Lâm bao nhiêu? Dạ. Lấy ra câu hỏi này không? Địa chỉ thường trú ở đâu? À đây con trang gì? Dạ. Kệ đi, kệ đi, địa chỉ thường trú ở đâu? Dạ địa chỉ thường trú ở 165. Kệ nó kìa. Điện thoại chạy rồi, kệ nó. Điện thoại đâu, mất thật ơi. Mất là lấy điện thoại đó à? Mày đi có đi án nào chưa? Mày biết bán xe không giấy mà vậy mà biết sai chưa? Hả? Mua bán lại để kiếm lời thôi. Quay giùm anh cái chiếc xe với cái biển số lại anh. Alo. Chạy ra đi, chạy ra đi chơi đúng xe rồi. Chạy ra đi đúng xe, chạy ra đi, chạy ra đi. Đúng rồi, đúng rồi, giải tán đi anh chị ơi, giải tán lên cho xe vô. Anh Giảng, anh Giảng, anh Giảng. Áo xanh là nãy á, quay xanh nãy. Quay xanh là nãy biển nhiêu? Anh Giảng, anh Giảng, anh Giảng. Cái này là đồ của nó. Bây giờ anh phải tiền trong đó luôn. Tránh lại bên nhà bè chi xét nhà đó. Chị chạy chiếc xe của chị đi theo về phường luôn. Xe này của em phải không? Đúng rồi. Dạ. Xe này đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Rồi em đi theo anh về. Đó có gì anh chở chị đi ra. Ôi ôi ôi. Cái gì? Về bên xã đi vậy. Chả nha, về bên xã đi. Alo alo. Đúng rồi. Alo. Dạ có gì chị đợi xíu chị gọi lại nha chị ơi. Qua đó đi về cái là quá nhắn mà anh của chị đúng không? Mình xe của anh hả? Anh chạy đi để chị này chạy xe kia được mà.
chị, cái xe mình là mình bị mất là ba chiếc xe ở Vĩnh Lộc B phải không? Dạ. Mất là ngày 15 hả? À, mất khuya 15. Từ lúc 12 giờ em đi ngủ là bắt đầu từ 12 giờ đến 4 giờ rưỡi 5 giờ sáng là em chủ nhà phát hiện ra là xe em đã mất 3 chiếc. Mà chỉ có gia đình em mất thôi, còn tất cả xe đậu trên trong dãy nhà trọ là không được mất, mà chỉ mất 3 giờ anh em nhà em mất thôi 3 chiếc. Một chiếc Nissan mang biển số là 92H1 60537, và một chiếc AB màu trắng là mang biển số 92H1 47827. Một chiếc xe AB mang biển số là 76K3 3111. Là khi em ngủ thức dậy là xe em đã mất rồi. Là lúc mình mất xe vậy mình có báo công an phường xã gì chưa? Em có báo công an xã Vĩnh Lộc B. Ta đang tiếp nhận hồ sơ cho em. Thì hôm nay là qua bên chỗ xã Nhân Đức này là mình phát hiện được chiếc xe Vision. Là đúng vậy chiếc xe mình mất không? Dạ đúng vậy chiếc xe của em mất. Nhưng mà biển số thì sao? Biển số là đã thay biển số khác rồi ạ. Hai cái em và thay bỏ một cái kiếng xe em là hai kiếng, giờ là kiếng bên phải bỏ rồi, còn một kiếng bên trái. Cái tay cầm chiếc xe của em là của em màu trắng mà giờ thay thành màu đen. Và phía dậm miếng dậm chân của em ở dưới chân là lấy bỏ rồi. Cái kiếng là đã thay cái kiếng khác rồi, cắt cục lại là vặn ốc tùm lum chứ không phải là những kiếng xe mới của em. Thôi bây giờ lấy được xe mừng rồi. Cũng thay mặt anh em phòng chống tội phạm Bình Tân chúc mừng em đã tìm lại được xe anh em. Còn những chiếc xe kia thì để từ từ để coi đấu tranh coi, nếu mà đúng mà là mấy đối tượng lấy á thì đâu có công an người ta sẽ điều tra, nếu mà đúng thì công an sẽ thu về cho mình. Trước tiên thì chúc mừng chiếc xe này ha. Dạ, và một lần nữa em cũng cảm ơn mấy anh rất là nhiều. Không sao. Tại vì em không có nói gì hơn. Lần đầu tiên trong cuộc đời của em không biết nói sao, chỉ biết cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi, cảm ơn chị, tại vì tụi em thì cũng nhận được thông tin thì tụi em sẽ hỗ trợ hết mình thôi. Để coi công an người ta điều tra, nếu mà được những chiếc xe đó mà đúng đối tượng này lấy thì thu về cho mình. Dạ. Rồi, vậy ha. Cảm ơn nha.